cuộc đời không đam mê, không có niềm tin, cuộc đời không tương lai, đen trắng là đâu, vì hào quang ngu mê quên hết tình thân, có nghĩa gì đâu, đó chỉ là mơ, hào quang tan biến. Rồi từng đêm trôi qua, em vẫn là em, cuộc đời không bao che toan tính phù du, đường đời bon chen sâu sẽ vì say, tính toán làm chi, có nghĩa gì đâu, ánh sáng phù du. Ủa, chị Bảo Tiên, hôm nay chị cũng diễn ở đây hả? Thì ra là cô, hãy đợi đó. Chị Hồng, mẹ ơi, chị Hồng kìa mẹ. Đâu, đâu, đâu? Mẹ. Hả, nói đâu con? Chị trên TV kìa mẹ. Hả? Con Hồng. Thấy chưa, con đã nói chị Hồng rồi mà mẹ không tin. Bây giờ thì mẹ tin con chưa hả? Hình như là chị Hồng đó mẹ. Khuôn mặt y chang chị luôn. Mẹ, con chắc chắn là chị Hồng rồi. Mà sao chị Hồng chỉ lại xuất hiện trên TV? Lại còn giới thiệu quảng cáo nữa. Có người đóng chung mà anh đó là diễn viên nổi tiếng đó mẹ. Đúng là khó hiểu thiệt. Chắc không phải chị con đâu. Ước nguyện của chị con là được làm người mẫu, chứ không phải làm diễn viên đóng phim đâu con. Mà lại đóng quảng cáo nữa. À, có thể là người giống người thôi con à. Người giống người là sao hả mẹ? Chẳng lẽ là như vậy? Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút. Cô đừng có lo, ở đây đông người lắm, cho nên tôi sẽ không có đánh cô đâu. Đánh cô chỉ thêm bẩn tay của tôi mà thôi. Ở đây cũng chẳng có Trạc Ly Trần để che chở cho cô đâu. Em có làm gì chị đâu. Cô còn dám nói là không làm gì hả? Những tấm hình á mà cô đã chụp tôi rồi cho người tung lên mạng, tôi vẫn chưa có quên được đâu. Chị nói những tấm hình bị chụp trong nhà hàng đó hả? Nhưng những tấm hình đó đâu phải là do em chụp. Những tấm hình đó nó nằm trong điện thoại của cô, mà cô còn dám nói là cô không chụp. Bộ cô tưởng tôi là con nít hay sao mà tin lời cô nói chứ. Ngoài mặt thì cô tỏ vẻ hiền lành, nhưng thật không ngờ cô lại thâm hiểm đến như vậy. Thật sự em không có chụp những tấm hình đó. Những tấm hình đó chính là do Thanh Thanh chụp đó. Cô nói cái gì? À, cô biết tôi và Thanh Thanh có xích mích với nhau, cho nên bây giờ cô định đổ tội cho con nhỏ Thanh Thanh hả? Em nói thật mà chị không tin. Thật ra bữa đó em cũng có đến nhà hàng, Thanh Thanh cũng vậy. Rồi đến khi em vào nhà vệ sinh, Thanh Thanh có gặp em. Cô ấy nói muốn mượn điện thoại em một chút thì em cho mượn thôi. Ai ngờ. Có thật như vậy hay không?
hay là cô đang tránh tội? Em hứa với chị, những tấm hình đó không phải do em chụp. Em với chị không thù không oán, lại không cùng chung công ty. Vì vậy em làm chuyện đó để làm gì? Để ăn cái bạc tai của chị hả? Với lại, chính em cũng đã nói với Thanh Thanh về chuyện đó rồi. Và cô ấy cũng đã xác nhận là mượn máy của em để chụp những tấm hình đó. Cô ta nói cũng có lý. Mình đã nghi chuyện này là do con Thanh Thanh làm. Quả nhiên là như vậy. Con Hồng nó đâu có động cơ. Cuối cùng á, thì anh Hoàng cũng đã chịu công khai mình với báo chí. Chỉ cần anh lên tiếng thì chắc chắn là mình sẽ được chú ý và nổi tiếng hơn thôi. Bảo Tiên à, chị đừng tưởng là chỉ có một mình chị có giá trong công ty. Rồi sẽ có một ngày chị bị loại khỏi công ty. Ngày đó cũng không còn xa nữa đâu. Ngày đó sẽ không có tới sớm như vậy đâu. Nhưng mà cái ngày mà cô sẽ ra khỏi công ty á, gần tới rồi đó. Chị đúng là đồ vô duyên. Đứng đó mà nghe lén chuyện của người khác. À, sao chị dám đánh tôi? Chị tưởng chị là ai chứ? Nè, tôi tát cô một cái á, đã là nhẹ lắm rồi. Ở đó mà còn dám lớn tiếng hả? Chị muốn gì? Sao tự nhiên xông vào kiếm chuyện với người khác vậy? Chị đừng quá đáng nha. Sao? Cô quá đáng hay là tôi quá đáng hả? Chụp hình lén người khác rồi tung lên mạng. Vậy mà còn nói là tôi kiếm chuyện với cô hả? Chị nói gì? Tôi không hiểu gì hết á. Không phải chị đã đánh Hồng vì chuyện đó rồi sao? Cô đừng có giả vờ nữa. Tôi đã biết hết rồi. Chính cô mới là người chụp những tấm hình đó rồi tung lên mạng cho báo chí biết. Có đúng như vậy không? À, không phải tôi. Chị lầm rồi. Những tấm hình đó là do Diễm Hồng chụp. Nó trong điện thoại của Diễm Hồng đó. Bây giờ mà cô còn dám đổ thừa cho người khác nữa hả? Chắc là cô không ngờ Diễm Hồng đã nói sự thật cho tôi biết rồi, đúng không? Cô có cần tôi gọi điện thoại cho Diễm Hồng tới đây để đối chất không? Bỏ tôi ra. Vì cô mà anh Hoàng đã hiểu lầm tôi. Bây giờ tôi phải dẫn cô đến đó để gặp anh Hoàng nói sự thật. Cô phải trả giá cho những chuyện mà mình đã gây ra. Đi. Nè, bỏ tôi ra. Anh Hoàng, anh có ở trong đó không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh nè. Có liên quan tới chuyện con nhỏ Thanh Thanh đó. Em muốn được xử công bằng. Anh có thể nghe em nói một chút được không? Vào đi. Hai người có chuyện gì nữa vậy? Anh Hoàng à, cuối cùng thì em đã biết cái đứa mà chụp hình em rồi tung lên mạng là ai rồi. Là con nhỏ Thanh Thanh này nè, chứ không ai hết á. Dạ em... Cô im đi. Bây giờ cô còn định nói cái gì với anh Hoàng nữa chứ? Cô đừng có hòng chối cái tội của mình nha. Nếu không á, tôi sẽ gọi cho Diễm Hồng tới đây để đối chất với cô đó. Chuyện những tấm hình lần trước của Bảo Tiên có phải là do cô chụp phải không? Dạ chuyện đó chính là cô ta chụp rồi tung lên mạng đó anh Hoàng. Đã vậy á, khi em hỏi cô ta còn dám chối rồi nói là do Diễm Hồng làm chuyện này. Đúng là xảo quyệt mà. Cô còn dám chối nữa không? Nếu mà cô còn chối á, tôi sẽ kêu Diễm Hồng lên đây ba mặt một lời nói cho rõ trắng đen. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được. Có vẻ như hai người không thể nào hòa hợp được với nhau đúng không? Nhưng mà chính cô ta đã là người gây ra chuyện trước mà. Chuyện này đã qua rồi, cho nên tôi không truy cứu nữa. Bây giờ hai người ra ngoài đi. Anh Hoàng, nó... Tại sao anh không xử lý con nhỏ này đi? Nhất định anh phải đuổi nó ra khỏi công ty. Giữ nó lại chỉ tổ gây thêm phiền phức. Mọi chuyện xào xáo của công ty này đều do nó mà ra hết á. Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi. Anh Hoàng,
Em cảm ơn anh vì đã không trách em. Tôi không nói gì, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ suy nghĩ lại về đề nghị của cô được xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu album của Bảo Tiên. Thôi, bây giờ cô ra ngoài đi. Đẹp quá. Ước gì mình được mặc những bộ trang phục đó đi trên sàn catwalk ha. Chắc là sẽ tuyệt lắm đây. Cậu về rồi hả? Làm gì mặt mày bí xị vậy? Sao? Có chuyện gì vậy? Sao hỏi không trả lời là xích mích với ai phải không? Không còn hỏi gì nữa hả? Nhờ Hồng hết á. Hả? Sao lại là mình? Có chuyện gì mà Thanh lại nói như vậy? Hồng không biết thì sao? Nói vậy hôm nay á, Hồng nói gì với Bảo Tiên hả? Chị Bảo Tiên hả? Đúng là hôm nay Hồng có gặp chị ấy trong một chương trình thời trang. Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến Thanh đâu. Tại sao lại không liên quan? Có phải chính Hồng đã nói với Bảo Tiên chính Thanh là người đã chụp hình chị ta và đưa lên mạng đúng không? Đúng vậy. Tại chị ấy gặp Hồng rồi xỉa xói Hồng về chuyện đó, cho nên Hồng chỉ nói ra sự thật thôi. Bộ chị Bảo Tiên gặp Thanh để nói về chuyện đó hả? Chị ta không chỉ đến để nói chuyện mà còn tát mình một cái nữa. Sau đó còn đem chuyện đó nói với anh Hoàng là mình mất mặt. Hồng xem, Hồng đã gây ra chuyện gì? Anh Hoàng nói rất thất vọng về mình. Nhưng mình không thể nào chịu nổi sự xỉa xói và cách nói của chị ta. Với lại dù sao chuyện đó cũng là do Thanh làm mà, chứ có phải do mình đâu. Tại sao mình phải chịu sự chỉ trích của người khác vì một việc mình không có làm chứ? Vậy nên Hồng mới bán đứng mình đúng không? Hồng, Hồng có còn xem mình là bạn nữa không? Thanh nói gì vậy? Hồng vẫn xem Thanh là bạn, nên ngay từ đầu Hồng đã nói với Thanh không nên gây sự với chị Bảo Tiên rồi. Nhưng mà Thanh có chịu nghe mình đâu. Bây giờ còn quay lại nói mình thế này thế nọ nữa là sao? Thanh đừng có quá đáng như vậy. Thôi, Thanh hiểu rồi. Hiểu cái tình bạn mà Hồng nói rồi. Biết vậy, lúc trước Thanh sẽ không cứu Hồng. Thì bây giờ chẳng có chuyện gì rồi. Thì ra bao lâu nay Thanh chưa bao giờ xem Hồng là bạn cả. Thanh chỉ xem Hồng là một kẻ chịu ơn Thanh thôi chứ gì. Được rồi, Hồng sẽ không ở lại đây nữa đâu. Hồng sẽ dọn ra chỗ khác. Để Thanh muốn làm gì thì làm. Đi đâu bây giờ? Mình đâu còn chỗ nào để đi chứ. Quên hết tình thân.
đường đêm đường đời bon chen em vẫn sâu xét vì sao cuộc đời không bao che chi có nghĩa gì con tim anh sống buồn rùa đường đời bon chen sâu xét vì mai sẽ ra tình ta làm chi có nghĩa gì đâu anh sống. Sao lại phản bội mình? Sao lại làm điều đó với mình? Ta không thể tha thứ được. Bằng tình yêu đời chân chính. Ngày mai tươi sáng quanh ta. Không nói quảng cáo này người nào. Sao mình không nghe nói gì hết? Còn đó chẳng phải là những gì công thành hả? Mà sao Hồng lại nắm được quảng cáo với anh ta? Nghĩ lại thì đúng là từ trước tới nay chỉ Hồng đi đâu cũng được mọi người ưu ái, cứ bởi công ty anh Hoàng đã như vậy, bây giờ sao công ty của anh Trần cũng như vậy? Sao lại như vậy? Sao mọi người lại đối xử với mình bất công như vậy chứ? Có chuyện gì vậy? Anh Hoàng, em xin lỗi vì những gì em đã gây ra từ trước tới nay. Thực sự thì từ trước tới giờ em chưa bao giờ có ý làm những chuyện đó hết. Chẳng qua là vì hoàn cảnh bắt buộc em thôi. Chị Tiên á, chị quá đáng lắm. Vì vậy em mong anh hãy thông cảm và hiểu cho em, được không anh? Cô muốn tôi thông cảm cho cô à? Vậy ai sẽ thông cảm cho tôi đây? Thật sự tôi cảm thấy quá thất vọng về hai người, đặc biệt là cô đó. Em biết em làm cho anh buồn và thất vọng về em nhiều lắm. Em xin lỗi, em đã suy nghĩ rất nhiều và em cảm thấy hối hận lắm. Như vậy em mong anh hãy tha thứ cho em lần này, có được không anh? Anh Hoàng, anh nghe em nói không vậy? Thật sự là em rất hối hận và em mong anh tha thứ cho em. Anh có thể dẫn cho em xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu album của chị Bảo Tiên được không anh? Em hứa là em sẽ không làm gì ảnh hưởng tới công ty nữa đâu anh, được không anh? Thôi được rồi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Những kẻ phản bội mình đừng hòng sống sót. Em biết khi nắng mai lên là anh không còn, cho những yêu dấu tháng năm giờ nghe hao mòn. Em vẫn mơ vẫn mong đợi hình bóng anh yêu, dù hạnh phúc có lắm nước mắt nỗi vui hay chỉ là lời hứa. Anh bước xa mãi nơi đâu để em đi tìm, em đã thao thức suốt bao ngày qua đêm dài. Khi thấy tim nhói đau là vì đã chia ly, một lời nói trái đắng sẽ nắm trái tim trong tiếng yêu anh. Người yêu hỡi gọi lời gió mưa, ngày anh đến một ngày nắng trưa, ngày anh đi một ngày gió mưa.
Trời ơi, sao vậy? Chị Hồng, chị Hồng sao lại ngủ ở đây? Sao chị ngủ ở đây vậy? Hôm qua chị có chuyện nên mới dọn ra khỏi nhà cũ. Chị không biết là phải đi đâu nên mới đến đây. Em đừng có nói lại cho anh Chặt Ly nghe nha. Em biết rồi mà, em hứa em sẽ không nói với ai đâu. Với lại em là người mới đến, có nói cũng không ai tin em hết á. Vậy bây giờ chị tính sao? Chị đâu có ngủ ở đây hoài được, phải kiếm một chỗ mới chứ. Tất nhiên rồi, nhưng có điều chị chưa biết tìm ở đâu nữa. Từ lúc lên thành phố tới giờ chị ít khi ra ngoài, chị có công việc. Bởi vậy chị không có rành chỗ nào quanh đây. Làm sao bây giờ? Chị, nếu như mà chị chưa biết ở đâu, hay là chị đến ở với em đi. Lúc trước em có ở chung với một đứa bạn, nhưng mà bây giờ nó dọn đi rồi. Chị mà không ở với em thì em cũng phải kiếm người khác ở chung để chia tiền nhà thôi. Chị ở chung với em nha. Nếu vậy thì tốt quá. Chị em mình cùng chung công ty, dù sao thì ở chung vẫn tốt hơn, đúng không em? Ừ, em cũng nghĩ vậy nữa. Chị em mình ở chung với nhau á, nếu như không biết á thì em hỏi chị, còn hơn là ở với người ngoài. Vậy cũng được. Em vui quá à. Trời đất, sao con nhỏ này lại dám xuất hiện ở đây chứ? Theo chương trình thì đâu có nó. Nhớ về anh bao ngày qua, nghe sao nặng tình. Đời vắng anh yêu âu sầu một mình em. Cuộc tình từ đây như là mây, như là mưa gió đưa về đâu. Có thương nhau như ngày xưa, trong vòng tay nói yêu ngàn lần. Rồi hôm nay không gặp anh, riêng mình em bước trong chiều đông. Không ngờ chị là người ngăn nắp và cẩn thận đến như vậy. Tại chị quen rồi. Lúc trước ở nhà, mẹ chị bắt là phải gọn gàng ngăn nắp, cho nên bây giờ đã trở thành thói quen luôn rồi. Chị, phòng em hơi nhỏ, hy vọng là chị ở được. Không sao, có chỗ ở như vậy là tốt lắm rồi. Chị không có đòi hỏi gì đâu. Lúc trước ở nhà, chị sống sung sướng quá, có mẹ lo hết. Bây giờ ra ngoài và biết thay đổi để phù hợp với cuộc sống chứ. Chắc là mẹ chị thương chị lắm. Chị, sao vậy? Bộ em nói có gì không đúng hả? Không có gì đâu. Chỉ là chị đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Thật sự là có chỗ ở như vậy là tốt lắm rồi. Chị cảm ơn em. Không có em, chị đã dọn đến phòng phục trang ở luôn rồi. Chị đừng nói vậy. Ngày mai nắng lên, biết chăng niềm đau sẽ thôi. Dù em thoáng qua, vẫn chờ mãi như hoa lá. Tại sao con nhỏ Thanh Thanh lại xuất hiện ở đó? Có phải là do anh sắp đặt từ đầu không? Thì ra là chuyện họp báo của tối hôm qua. Đúng vậy, là tôi đã sắp xếp kêu Thanh Thanh đến đó. Nhưng mà tại sao anh lại làm như vậy? Đó là buổi họp báo ra mắt album mới của em. Tự nhiên á là biến thành cái buổi giới thiệu của Thanh Thanh trước mặt báo chí và mọi người là sao? Việc đó có gì là quan trọng? Tôi đâu có cắt phần biểu diễn của cô đâu mà cô sợ. Chỉ là thêm một phần giới thiệu cho Thanh Thanh mà thôi. Kết hợp vậy để đỡ tốn kém mà hiệu quả cho cả hai. Nhưng mà anh không thấy á, con nhỏ Thanh Thanh đó cố tình nó diện bộ đồ đẹp hơn em. Nó làm như vậy là nó cố tình nó hạ bệ em rồi. Đó là chưa nói á,
Trước đây nó còn chụp hình em rồi tung lên mạng nữa. Nó làm cho anh phải hiểu lầm em. Người như nó vậy sao anh cứ một mực đòi đầu tư cho nó nhiều như vậy chứ? Tôi đầu tư cho Thanh Thanh. Bởi vì đơn giản là một công ty không thể nào có một ca sĩ đại diện. Cần phải có sự cạnh tranh thì mới phát triển được. Đó là vấn đề quan trọng nhất và cũng là kế hoạch phát triển của công ty. Nếu như cô muốn tôi đầu tư cho cô, thì cô hãy chứng tỏ khả năng của mình đi. Từ giờ, Thanh Thanh sẽ xuất hiện trong bất kỳ show diễn nào của cô, để tăng thêm tính cạnh tranh. Nếu cô không muốn bị Thanh Thanh vượt mặt, thì hãy chứng tỏ khả năng đi, cho mọi người biết cô là ai. Đừng để cô ta nuốt cô dễ dàng như vậy. Tôi nhấn mạnh là chứng tỏ bằng tài năng. Thôi, bây giờ tôi phải về họp đây. Tôi yêu cầu cô tránh xa nấy ra. Giữa cô và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nhưng tôi không phải là người chủ động đến gặp anh ấy. Chính anh ấy đã đến tìm tôi. Tôi không cần biết. Tóm lại là cô không được gặp anh ấy nữa. Nếu cô còn để tôi phát hiện ra cô gặp anh ấy hay nói chuyện, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tôi nhìn chị đủ rồi đó. Chị nghĩ chị là ai mà có quyền yêu cầu tôi này nọ? Dù sao anh ấy vẫn là chồng cũ của tôi. Chị lấy cái quyền gì mà cấm tôi gặp lại anh ấy chứ? Cô dám như vậy hả? Sao tôi không dám? Anh ấy chủ động đến tìm tôi, nghĩa là anh ấy còn yêu tôi. Còn chị đừng có ảo tưởng là anh ấy yêu chị. Còn chị nhìn lại mình xem, vừa già vừa xấu, có tiền là mua được tình cảm hay sao? Cắt, tốt rồi, ok. Em có sao không vậy? Đại lý, đưa tôi xem. Qua đây. Không lẽ chị ấy là cố tình đánh mình? Nhưng sao chị ấy lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì anh Nam sao? Đáng lẽ cảnh quay lúc nãy chỉ là đánh giả vờ thôi. Nhưng sao anh thấy mặt em đỏ lên hết vậy? Em bị chị ấy đánh trúng hả? Dạ đâu có đâu. Chị Loan diễn rất tốt. Chẳng qua là em vụng về cho nên bị đánh trúng thôi. Không có gì đâu. Anh đừng có lo quá. Chị Loan, tôi có chuyện muốn nói với chị. Được rồi, cậu nói đi. Ở đây đông người lắm, tôi muốn nói chuyện riêng với chị. Ủa, có chuyện gì mà nhìn cậu có vẻ bí ẩn quá vậy? Mà nói chuyện riêng với tôi nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Chị vô phòng hóa trang đi, rồi tôi nói. Có chuyện gì? Sao không nói ngoài kia? Sao chị lại làm như vậy? Cậu nói gì tôi không hiểu. Chị không hiểu hay là cố tình không hiểu? Tại sao chị cố tình ra tay đánh Mạnh Hồng như vậy? Trong khi kịch bản chỉ là đánh giả thôi mà. Thì ra là chuyện đó à? Thật ra thì tôi chỉ vung tay đánh nhẹ thôi. Chắc tại Hồng không chịu nương theo tay tôi nên mới bị như vậy đó. Không phải. Rõ ràng tôi thấy chị cố tình dùng tay đánh thật mạnh mà. Có phải cố tình chị làm như vậy hay không? Tôi đã nói là tôi chỉ làm đúng theo kịch bản thôi. Tại Hồng không biết nương theo tay tôi nên mới thành ra như vậy.
Đóng phim á thì phải có chuyện này chuyện kia, tại sao còn lại trách tôi chứ? Nếu đóng lần thứ nhất không đạt thì có thể đóng lần thứ hai, lần thứ ba. Hay chị muốn chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình bằng cách nở ra tay đánh Hồng thiệt mạnh như vậy hay sao? Cậu thật sự quan tâm đến Hồng như vậy hay sao? Chẳng lẽ là cậu vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy như vậy hay sao? Thực sự là đúng vậy. Tôi không thể không quan tâm tới Hồng được. Cho dù tôi ở bên cạnh chị, nhưng trái tim của tôi chỉ dành cho một người duy nhất, đó chính là Hồng. Vậy là cậu vẫn còn yêu cô ta? Sao tất cả những chuyện mà cô ta đã làm với cậu hay sao? Cô ta đã đi với người đàn ông khác. Cô ta đã biến thành một con người khác. Cô ta đã thay đổi quá nhiều. Tại sao cô lại mù quáng như vậy chứ? Đúng vậy, tôi là một kẻ mù quáng. Nếu không thì trước đây tôi đã không đối xử tại với Hồng để cô ấy phải ra đi như vậy. Tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì cho Hồng nữa. Vì vậy, tôi mong chị đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa. Cô đã hứa với tôi, sao cậu không chịu buông tha Nam hả? Món nợ ân tình của hai người bao giờ mới dứt? Nếu được quay lại cảnh lúc nãy, tôi sẽ còn đánh cô mạnh hơn như vậy nữa. Cô cứ chờ đó. Alo, có chuyện gì vậy? Được rồi, 20 phút nữa chúng ta gặp nhau. Dạ, quý khách dùng gì ạ? Cho tôi một ly cam giác nha. Dạ, mời quý khách. Cảm ơn. À, cô đợi tôi lâu chưa? Tôi cũng vừa đến được một lát hả? Cô nói có chuyện quan trọng liên quan đến Diễm Hồng nên muốn gặp tôi, đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra chị rất quan tâm tới Diễm Hồng, đúng không? Có chuyện gì thì cô nói luôn đi, tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phím với cô. Nếu không có gì quan trọng thì đừng làm mất thời gian của tôi. Chị cứ bình tĩnh đã. Chuyện tôi sắp nói rất có lợi cho chị, vì vậy chị nên nghe. Vậy thì cô nói đi. Tôi biết là chị rất quan tâm tới Diễm Hồng. Vì Diễm Hồng là vợ cũ của anh Nam, mà anh ta là cũng là người tình trẻ của chị. Trước giờ chị đã luôn tìm mọi cách để cho hai người đó không quay lại với nhau, đúng không? Chị mà không biết tình cờ hay là cố ý mà hai người đó lại đóng chung một bộ phim, chắc chắn người không muốn hai người đó gặp nhau nhất chính là chị, đúng không? Chị Kim Loan, cô muốn nói gì? Tôi muốn đề nghị giúp đỡ chị giải quyết Diễm Hồng. Chị nghĩ sao?
nước cam của quý khách đây. Cô nói muốn giúp tôi giải quyết Diễm Hồng. Tôi có nghe lầm không vậy? Không phải cô với cái con nhỏ đó là bạn thân với nhau hay sao? Tôi với nó không còn là bạn thân nữa. Chính vì nó mà tôi gặp rắc rối ở công ty. Xem chút nữa là tôi mất tất cả vì nó. Tôi không thể chấp nhận sự nhục nhã đó. Vì vậy tôi muốn giúp chị giải quyết Diễm Hồng. Vậy thì đổi lại cô muốn gì? Đổi lại tôi muốn có một số tiền để lo cho công việc của tôi. Chị thấy thế nào? Tiền đối với chị dư giả mà. Tôi đồng ý. Đối với tôi tiền bạc không thành vấn đề. Quan trọng là làm cho con nhỏ Diễm Hồng tránh xa Nam ra là được rồi. Nhưng mà cô có chắc là sẽ làm được không đó? Tôi chắc chắn mà. Bởi vì tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Sau khi chị đưa tiền cho tôi sẽ tiết lộ kế hoạch của tôi. Vẫn còn rất nhiều bí mật về Diễm Hồng mà chị chưa biết đâu. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Em uống nước đi. Dạ, được rồi anh. Anh gọi em có việc gì không? Anh có nghe trợ lý nói hôm nay em gặp sự cố khi đóng phim đúng không? Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, không sao đâu anh. Em đừng có giấu anh. Anh nghe nói em bị diễn viên Kim Loan đánh trong lúc quay, có đúng không? Nhưng có lẽ cô ta cố tình đánh em thẳng tay, có phải không? Không có đâu anh, thật sự chỉ là tai nạn thôi. Chị Loan diễn như vậy là đúng. Chỉ tại em chậm chạp nên không nương theo kịp. Có thật như vậy không? Như vậy anh phải xem thử xem những lời em nói có đúng như vậy không. Tội nghiệp em quá. Dạo này vừa đóng phim, vừa quay quảng cáo, lại còn mất thời gian cho nhiều show diễn thời trang nữa. Chắc em mệt lắm hả? Dạ, em không sao đâu. Em có thể chịu được mà. Em đừng có cố gắng quá sức. Phải để dành thời gian nghỉ ngơi và làm những chuyện khác nữa chứ. Ví dụ như những chuyện cho anh nữa. Anh đừng làm vậy. Thật sự em không muốn làm vậy đâu. Anh đã rất nhiều lần đề nghị với em, nhưng mà em vẫn chưa trả lời anh. Nếu em không có thời gian dành cho anh thì anh sẽ thu xếp để chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Không phải vậy đâu anh. Em rất cảm ơn anh vì anh đã nhiều lần giúp em. Nhưng em không muốn chúng ta có quan hệ nào khác ngoài quan hệ người mẫu và quản lý. Em cũng không muốn anh đem công việc ra để trao đổi với em. Bây giờ em đã có tên tuổi, em đã có thể đi được trên con đường riêng của mình. Anh đừng làm khó em nữa. Nếu không còn gì quan trọng, em xin phép về trước. Chào anh. Đây là số tiền theo như cô yêu cầu. Nhưng trước khi đưa nó cho cô, tôi muốn biết kế hoạch mà cô nói có thể giải quyết Diễm Hồng. Tất nhiên là tôi đã có kế hoạch hết rồi, nên tôi mới dám đề nghị trao đổi với chị chứ. Thật ra muốn giải quyết một ngôi sao đang lên thì không có gì bằng một scandal. Chỉ cần tạo scandal lớn thì dù Diễm Hồng không bị mọi người ghét bỏ thì cô ta cũng sẽ tự động rút lui khỏi ngành giải trí thôi. Tạo scandal. Cô nên nhớ, scandal luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể hủy diệt một người, nhưng mà cũng có thể làm cho người ta trở nên nổi tiếng hơn. Tôi biết. Vì vậy, cho nên tôi muốn tạo một scandal dựa trên sự thật.
Hơn nữa là một sự thật mà những người yêu mến, thậm chí là ngay cả bản thân Diễm Hồng cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Bộ cô biết chuyện gì liên quan đến con nhỏ đó hay sao mà tôi thấy cô có vẻ tự tin quá vậy? Ừ, đúng vậy. Tôi đang nắm trong tay một bí mật mà không muốn cho một ai biết. Bởi vì nếu bí mật này bị tiết lộ thì cả sự nghiệp của cô ta sẽ bị tiêu tan. Bí mật mà Diễm Hồng không muốn cho ai biết à? Chẳng lẽ bí mật đó là chuyện cô ta đã có chồng? Không, nếu mà làm như vậy thì lôi cả Nam vào cuộc, mà tôi thì không muốn như vậy. Chị nghe tôi nói hết kế hoạch đã, rồi hẳn phản ứng được không? Về chuyện anh Nam, chồng của Hồng, tôi đã có cách giải quyết. Không phải là chị vẫn hay bị cánh nhà báo và paparazzi theo dõi mỗi khi ra ngoài với anh Nam hay sao? Đúng vậy. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Tôi sẽ giúp chị thoát khỏi vụ của Nam trong scandal sắp tới. Bằng cách là tôi sẽ giả bộ cặp kè với Nam để đánh tan tin đồn máy bay bà già lái phi công trẻ. Chị là nguyên nhân chia cách Hùng và Nam sẽ không có trên mặt báo. Còn bây giờ chị cứ âm thầm có Nam là được rồi. Tôi vẫn chưa hiểu ý cô lắm. Nhưng tôi không muốn thông tin nào của con nhỏ Diễm Hồng liên quan đến Nam hết. Tôi cũng không muốn tiết lộ chuyện hai người đó đã từng là vợ chồng. Nếu vậy thì ta phải làm sao? Cô, tôi có nói là muốn tạo scandal cho Diễm Hồng thì phải nói anh Nam là chồng sao? Nếu vậy thì tôi làm bằng cách nào chứ? Cái này là... Đúng vậy. Cái này chính là thứ mà Diễm Hồng không muốn cho ai biết. Bởi vì nó có thể phá hủy tất cả sự nghiệp mà cô ta đang có. Cuộc đời không đam mê, không có niềm tin. Cuộc đời không tương lai, đen trắng là đâu. Vì hào quang ngu mê, quên hết tình thân. Có nghĩa gì đâu, đó chỉ là mơ. Hào quang tan biến, rồi từng đêm trôi qua, em vẫn là cuộc đời không bao che, toan tính phù du. Đường đời bon chen, sâu sẽ vì say. Tính toán làm chi, có nghĩa gì đâu, ánh sáng phù du. Rồi ngày mai sẽ